thiệt hả? Ô đừng nói là đi theo đến công ty mình chứ. Em nha. Hay là em có cái gì mà làm cho nó đi theo ấy? Bốn dĩ lông của nó không phải lông xù. Nhìn con mèo này giống con hổ ghê. Ê là nó đi theo mình 1 phút 10 giây. Hơi xa đấy nha. Chắc nó mệt rồi, không chạy nữa rồi. Ông nói tiếng Malay thì phải. Ô, thiệt hả? Chị nhớ con mèo này nó ở tận ngoài kia mà. Tìm được chủ mới của nó rồi. Ôi. Ôi giờ này 2 phút rồi. Không mà thế không chị đi cũng không con mèo nó theo chị. Không thì chị phải đẩy nó lại. Bởi vì chị sợ nó đi đến công ty luôn. Chủ của nó không? Sao tự nhiên nó đi theo em dữ vậy? Không. Ê, chắc là nó dừng lại rồi này. Mình mà cứ đi theo tốc độ của mèo này chắc hôm nay mình đi làm muộn thiệt luôn á. Ô bye bye. Mèo này buồn ngủ này. Ôi giống con hổ ghê. Bye.